Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Và bot Ken của chúng ta các bạn là một trong những cái con bot meta đánh cái con tướng này, nó đã từng thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa là chúng ta sẽ đánh kẹp chung vào cái con phượng thường, tại vì các bạn biết cái con phượng thường ha, là nó sẽ không thể bị tiêu diệt. Sau khi bị tiêu diệt thì nó sẽ biến thành dạng đó là trứng. Nó sẽ biến thành dạng trứng các bạn. Và các bạn biết là dạng trứng của phượng thì nó như thế nào rồi đó. Dạng trứng của phượng thì sẽ làm cho con phượng của chúng ta là không thể bị tiêu diệt và nó sẽ lại hồi sinh. Rồi, còn đây là bot Ken theo cái. Sau đó thì bot Ken của chúng ta chuyển dịch thằng meta là đánh bởi cái con Awakened Maiden. Tại vì Awakened Maiden nó sẽ phân bóng và cái bóng nó không thể bị tiêu diệt. Và sau một thời gian thì bot Ken đã bay nhảy cuối cùng là nó chuyển sang meta mới các bạn. Meta mới hiện tại thì người ta đang dùng đó là cái con cái form combo như sau. Level là 772 và chúng ta còn có một cái form combo xoay quanh cái con Awakened Maiden. Tuy nhiên, những cái form combo này nè các bạn. Nói thật với các bạn luôn là nó sẽ không đánh theo cái kiểu là nó auto từ đầu đến cuối, mà là nó sẽ đánh theo cái kiểu là sẽ xài chiêu nổ là xài tay các bạn, và để các bạn xem được đối phương họ đã đánh như thế nào thì cái đầu tiên á, cái mẹo nho nhỏ các bạn là chúng ta sẽ xem các bạn phát lại của đối phương, đối phương đã đánh các bạn nhìn đó, để xem thử là đối phương họ xài nổ auto hay là sợ hào xài nổ tay các bạn, và cũng như là chúng ta quan sát được đó là người ta đã dùng cái con Rosa đã theo sau ai. Thì trong cái trận chiến này thì các bạn có thể thấy là Rosa hiện tại đang theo sau con nào bạn? Rosa hiện tại đang theo sau cái con Awakened Athalia. Và thật ngạc nhiên người ta dùng auto các bạn, người ta không dùng cái nổ bằng cách là cái bấm tay. Ở đây là người ta đang dùng nổ là nổ auto rồi. Libe là con tướng gây sát thương nhiều nhất nên nó được focus là cái con tướng đầu tiên bị tiêu diệt. Nó bị hiệu đầu tiên đó các bạn. Sắp sửa tới cái ngưỡng thời gian là chúng ta tới một cái con tướng tiếp theo bị hiệu rồi các bạn. Nếu mà Athalia nó nhảy cái chiêu chém xé đúng cái khoảng thời gian này thì Athalia của chúng ta sẽ không bị hiệu các bạn nha. Rồi. Còn một phút sẽ có một con bị cái con Ken nó chém chết nha. Rồi sau khoảng thời gian này thì cái con Ken kia nó sẽ tiêu diệt một mục tiêu. Ồ không phải các bạn, để xem từng phút bao nhiêu thì nó sẽ tiêu diệt một mục tiêu nữa nha. Rồi phút thứ 55 thì Rosa cũng là con tướng tiếp theo bị hiệu. Như vậy thì thứ tự mà tướng đi theo sau chết các bạn, đầu tiên sẽ là Libe, thứ hai là Rosa, thứ ba có thể là một con sụp bột các bạn, Bulmer, bốn mấy hoặc ba mấy thì sẽ có một con bị hiệu tiếp theo, có thể là Bulmer hoặc là con Jerome. Thì ngày xưa thì người ta dùng một cái form xung quanh con Damia đã đánh, dùng cái con Damia để dựng lên cái lĩnh vực hoa thì sẽ làm cho con Ken không tiêu diệt được đồng minh của mình các bạn. Nhưng hiện tại thì người ta đã bỏ rồi, người ta đang dùng cái form xung quanh con Atha như thế này ha. Rồi, 30 thì sẽ có tiêu diệt thêm một mục tiêu nữa. Để xem thử con Ken nó sẽ tiêu diệt ai. 25 chăng. Rồi, 25 thì con tướng tiếp theo mà sẽ bị tiêu diệt là cái con Bulmer. Như vậy, thứ tự tướng bị tiêu diệt sẽ là đầu tiên sẽ là Libe, tiếp theo là Rosa, thứ ba là Bulmer, cuối cùng là cái con Jerome và con Awakened Athalia. Có vẻ như là cái người chơi này họ đã không có xài auto từ đầu đến cuối, và có vẻ như là họ đã dùng cái cách đó là họ dùng cái chiêu nổ của con Awakened Athalia để liên tục thi triển cái chém xé để làm cho con Athalia không phải là mục tiêu bị focus vào. Để xem thử dự đoán mình có đúng nha. Đầu tiên thì mình sẽ thử đánh một trận chiến mà mình auto từ đầu đến cuối, xem thử Athalia nó phải là con tướng đầu tiên bị hẹo không nha. 55 là bị hẹo một con, 25 là một con, hình như là cái dây thứ bao nhiêu là một con đầu tiên ta. Rồi con Libe là bị hại đầu tiên ha.
đúng lúc này con Awaken Athalia nó đã nhảy chiêu chém xe, nó không bị focus vào để xem tử dây 55 có phải là con Rosa của mình bị tiêu diệt hay không. Thì với combo như thế này, nếu mà xài auto được thì chúng ta xài auto và chúng ta không cần phải tốn thời gian để cũng đúng là Rosa luôn các bạn. Và như vậy là chúng ta có thể auto được, chúng ta có thể auto từ đầu đến cuối được và không cần phải điều chỉnh bất cứ gì các bạn. Đến giây thứ 25 thì con tướng tiếp theo sẽ bị hèo, và đúng theo cái kịch bản thì Bulmer của chúng ta sẽ là người được chọn nha. Hình như không đúng theo kịch bản rồi bạn, lần này thì Awaken Athalia của chúng ta đã là người được chọn. Như vậy thì kiểu như mình vô tình là lúc mà cái con Athalia nó nhảy chiêu nộ bạn, lúc cái con Athalia nó nhảy chiêu nộ thì nó múa cái chiêu chém xé và không thể chỉ định là mục tiêu, nên cái con Ken này nó đánh vào mục tiêu khác. Như vậy thì nếu mà các bạn chăm chút hơn thì đúng vào cái khoảng thời gian mà con Ken của chúng ta chuẩn bị nộ thì các bạn sẽ tắt nộ và chỉnh thời gian chậm lại để sử dụng cái chiêu nộ của con Awaken Athalia trong lúc này, để cho nó không có bị focus vào cái mục tiêu bạn. Nó đang xài cái chiêu chém xé đó. Lúc này nè, cái dây chuẩn bị tới cái dây 08 đúng không bạn, 05, 06 lúc này là nó sẽ đánh, và con Athalia đang xài chiêu chém xé không thể bị chỉ định là mục tiêu, thì cái con tướng bị hèo của chúng ta sẽ là ai? Sẽ là Rosa rồi. Nhưng mà tới dây số mà dây gần 25 thì có vẻ như cái ngưỡng nộ hồi nó không có chuẩn cho lắm, nên tới cái dây tầm của 25 thì chúng ta chịu khó chúng ta tắt cái nộ tự động và chúng ta tắt cái tốc độ x4 để chúng ta điều chỉnh sao cho các bạn giữ nộ của con Athalia lại. Ở dây này hơi fail rồi. 25 rồi. Bulmer là cái con tướng chết rồi các bạn, ổn ha. Các bạn giữ nộ lại để cho cái con Athalia của chúng ta không phải là cái con tướng bị focus vào, tại vì nó xài chiêu nộ xong nó xài chiêu chém xé thì nó sẽ không bị chỉ định là mục tiêu các bạn. Né được cái chiêu con tướng kia. Như vậy thì chúng ta có thể né chiêu được và chúng ta có thể duy trì được lượng đam. Rồi, và đây là lượng đam cuối trận ha. Bật kim cương 4 cũng chưa thấm vào đâu. Bây giờ thì mình sẽ thử copy các bạn dùng form Damia xem thử là cái form này, nếu mà chúng ta dùng form Damia thì cái lượng đam nó lên được tới 200 triệu không nha. Và cái form Damia này để theo mình dự đoán, để xem thử nó giống như mình dự đoán các bạn, đó là Damia sẽ dựng lĩnh vực ho lên những cái thời điểm mà cái con Ken nó sẽ chỉ định một mục tiêu mà nó tiêu diệt. Như vậy đúng vào cái thời điểm này thì nó sẽ dựng lên lĩnh vực ho và con Ken nó không thể tiêu diệt được team mình được các bạn. Như vậy thì team mình sẽ còn nguyên 5 con đánh từ đầu đến cuối luôn. Vẫn bị hẹo mất một con kìa. 1 phút 05 rồi, kéo xuống 55 giây, để xem thử kéo xuống 55 giây thì con nó đang giữ nộ này nè bạn. Bạn này đang giữ nộ lại. Như Damia vẫn đi kìa. Mình tưởng đâu cái lĩnh vực ho của con này thì sẽ làm cho con Damia không thể bị focus vào chứ. Sau đó là Rosa. Ok, thì mình sẽ thử bắt trước cái form Damia và chúng ta đánh thử nha. Bạn này là auto đầu đến cuối ta. Vậy là Botken này là đánh từ đầu đến cuối là auto rồi. Rồi, mình sẽ auto và giữ nộ con Damia lại, nộ lần đầu. Như vậy thì vừa hết nộ con Damia của chúng ta, nó đã dựng được lên được chiêu nộ rồi các bạn. Đúng là theo cái nguyên lý của chúng ta là Damia nó phải dựng lên được cái chiêu nộ á. Athalia mà chết trước là bị fail rồi nha. Các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là chỉnh cái chiêu nộ của Atha không để cho nó bị hèo trước các bạn. Khúc này bị fail nè. Khúc 15 giây thì chúng ta nên giữ lại chiêu nổ con Atha và không để nó nổ quá sớm. Rồi, cái chiêu bóng hô của con Awaken sau đây bạn con Damia thì mình nhớ không nhầm thời lượng nó tới 20 giây. Như vậy là cái con Ken này nó tiêu diệt mục tiêu và nó không cần tới cái thời lượng của bóng hô rồi các bạn. Athalia 15 giây. Nổ lè chứ không là hẹo. Rồi, nổ xuống. Xài cái chiêu chém xé và né chiêu đi nè. Ồ, vẫn hèo các bạn. Như vậy là cái form này nó khó copy hơn cái form kia rồi. Cái form mà form kia các bạn có thể auto từ đầu đến cuối được, còn cái form này có vẻ như là nó hơi khó để chúng ta copy từ đầu đến cuối được rồi các bạn.
Rồi, bật chiêu chém xé đi Atha. Vẫn là con Atha hèo các bạn. Mình phải để làm sao cho đam của con Libe nó phải cao hơn một xíu mới được. Thì Atha nó sẽ mới không phải là con tướng mèo hèo đầu tiên. Form này có vẻ như rất khó để chúng ta copy từ đầu đến cuối rồi các bạn. Chúng ta copy cái form kia thì nó sẽ dễ hơn. Để xem thử lại một lần nữa bạn dùng cách nào mà cái con Atha của bạn không bị focus vào hay vậy. Rosa vẫn theo Atha nha. 17 giây là con Libe nổ. 15 giây thì con Atha nổ, có khác gì đâu các bạn. Sau đó Rosa nổ ở giây số 14. Và tiếp tục là Libe nổ. Rồi. Atha là nổ ở giây số 14 các bạn. Đợi xem giây số 14 con Atha của mình nổ không nha. Giây số 20 nè. 19, 17, 15, 14. À, nổ sớm hơn một xíu các bạn. Giây số 15 thì con Atha mình đã nổ rồi. Giây số 14 mới chuẩn ha. Rồi, đã biết được vấn đề thì chúng ta sẽ thử lại. Đúng giây số 14 mình sẽ bấm nổ con Atha. Hy vọng lần này con Athalia của chúng ta sẽ không có hèo nữa các bạn. Để chúng ta có thể hoàn thành cái giáo án này. Làm cái giáo án mà nó hẹo nhiều quá thì đâu đúng đâu các bạn. À mình lại quên tắt cái auto rồi. Tắt tốc độ X4 nhưng lại quên tắt cái auto các bạn. Thật là sai lầm. Ok, chúng ta thử lại nào. Nổ lần 1 cho nổ thoải mái nha. Damia rồi các kiểu. Ok. Nổ lần 2 thì chúng ta sẽ giữ lại đến giây số 10 15 rồi. 15 14 rồi, giây số 14 thì mình sẽ cho Atha nổ để nó nhảy xong rồi nó múa cái chém xé. Ủa, chém xé đâu bạn? Form Damia này khó đánh thế. Vẫn là con Atha hiệu các bạn. À, có vẻ là chúng ta cần xem là ở giây 15, 40 và 65 trận đấu, cái địch gây sát thương cao nhất sẽ bị tiêu diệt bởi Ken. Cái địch gây sát thương cao nhất ở những cái thời điểm này sẽ bị tiêu diệt bởi Ken. Đúng ra con Libe của mình là con tướng gây sát thương nhiều nhất rồi đó. Nó đặt cầu nhiều hơn mà. Và cái form này có vẻ như rất khó để chúng ta copy auto từ đầu đến cuối. Nhưng mà cái form mà form của những bạn xếp hạng top đầu này nè. Thì chúng ta copy từ đầu đến cuối nó dễ hơn các bạn ha. Chúng ta xả auto nó dễ hơn rất là nhiều so với là cái form kia. Thì thôi các bạn, mình cái form Damia nó hơi khó copy. Thì các bạn có thể copy cái form này. Ngày xưa thì người ta dùng 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 hết dùng Phượng, sau đó người ta dùng Aibiden. Bây giờ thì cái chuẩn chỉ của chúng ta là dùng Athalia như thế này. À, mình thấy vấn đề rồi. Đúng giây số 15 thì cho con Libe nổ. Đúng giây số 15 thì cho con Libe nổ. Con Libe nổ thì nó sẽ bị chỉ định làm mục tiêu. Tại vì nó nổ, nó dùng cái song sinh cân bằng nên nó gây nhiều đam hơn nên nó bị hèo các bạn. Để xem hết trận này rồi chúng ta chuyển sang thử cái lần cuối với con đam nha nha. Mình sẽ cho con Libe nổ đúng giây số 15 để xem thử cái vấn đề nó sẽ phải là ở cái vấn đề con Libe nổ không các bạn.
Rồi, bôn mơ nụ và bôn mơ đã hiệu. Con nào nụ thì con đó sẽ hiệu bạn. Nhưng cái form này mình đánh không lên được 200 mấy chục tỷ được. Không lên nổi bạn. A tha mình múa không tới tầm đó. Và bộ sưu tập cũng chưa đủ xịn. Chưa có bộ sưu tập 3 sao sau rớt siêu xịn để cho nó múa lên đam. Đánh bốt bây giờ nó phụ thuộc vào bộ sưu tập rất nhiều các bạn nha. Ok, chúng ta thử lần cuối nè. Nhất quyết phải thử cho bằng được cái form này các bạn. Mua đây, mua đi, mua đi. Dây số 15 thì mình sẽ cho con Libe nó nổi trội nha. Lại sai. Đúng ra là mình phải giữ nộ lại con Libe và cho nó nộ trước khi cái con Atha nộ các bạn. Nó sẽ ô tô quá trớn. Rồi ok, dừng nè. 19, 17, 16, 15. Đó các bạn. Nếu cái dây số 15 bạn cho con Libe nộ thì con Libe sẽ bị chỉ định là mục tiêu. Và sau đó thì tới dây số 55 thì con bị chỉ định là mục tiêu tiếp theo sẽ là con Damia. Đó các bạn ha. Đúng cái form luôn. Và với cái team Damia này thì mình thấy dễ lên đam hơn so với cái form kia rồi. Đối với cái ạc cùi cùi thì cái form này đánh dễ lên đam hơn này. Tại vì Damia nó boost đam nhận vào của bot đó các bạn. Sau đó là tới Bulmer. Còn hai con kia quẩy thì với cái form này thì mình gây ra được nhiều đam hơn một xí nè các bạn. 170 mấy tỷ rồi. Ồ, đam rất là ngon. 180 mấy tỷ. Cải thiện hơn rất là nhiều so với cái form kia. Nhưng mà cái form này lúc đầu hơi lũng củng xíu ha. Lũng củng tại vì mình xài nổ mấy con tướng nó hơi phèo một xíu. Ok, lên kim cương 1 rồi. Chúng ta lại tiếp tục thử một lần cuối nha. Cố chấp các bạn, thử cho bằng được thì mới được. Rồi, dây số 15 cho con Libe nụ trước. Sau đó thì mình sẽ cho con Atha nụ sau. À, đúng ra là mình phải cho con Atha nụ trước dây số 15. Sau đó dây số 15 cho con Libe nụ. Rồi, giờ mình tắt nụ nè. Libe mình sẽ để dành nụ lại. Đúng dây số 15 thì mình sẽ cho con Libe nổ. Có vẻ như hơi khó các bạn. Thực hành được đúng một lần, các lần sau thì hơi căng một xíu ha. Dây số 15 chúng ta sẽ cho con Libe nổ nha. Giữ lại chiêu nổ con Libe, không cho nó nổ trước. Dây số 15 nổ đi em. Rồi sau đó mình sẽ cho Atha nổ. Con nào bị hẹo đây? Lại là con Atha. Rồi, giữ nồ lại các bạn. Rồi, dây số 15 mình đã cho con Libe nổ trước rồi. Nó sẽ là con tướng bị hiệu ha. Ủa? Đúng ra là mình phải chờ con Libe hiệu xong rồi mình mới cho cái con Atha của chúng ta nổ sau. À, cái form này các bạn có thể copy để các bạn cải thiện cái thứ hàng của các bạn. Nhưng mà nó hơi trầm cảm xíu nha. Và có vẻ như nó tốn khá là nhiều á. Rồi, Libe nổ, Libe gây đam. Sao con Libe nổ nó gây đam mà con Atha của mình lại hẹo thế? Để mình thử mình xài auto luôn thì tỷ lệ con Atha nó bị hẹo với cái con Libe nó bị hẹo con nào sẽ cao hơn. Mình nghĩ là auto là 100% con Atha của chúng ta bị hẹo rồi các bạn. Cứ auto là con Atha múa vô là Atha hẹo chắc luôn. Để cho con Libe xài song sinh cân bằng và nó hẹo đi chứ. Lỡ tay các bạn, lỡ tay. Rồi, thành công được một lần. Các lần sau thì khá là chật vật. Nãy giờ rồi mà chưa thành công được lần thứ hai. Bởi vậy các bạn ha, rất là khó.
Rồi để dành lại chiêu nổ con Libe nè. Nổ hơi sớm rồi. Vẫn là Libe của chúng ta bị còn sống và Ata của chúng ta đi. Đặt nhiều quả cầu lên chứ bạn. Lúc nãy nó hơi lủng củng một xíu nhưng mà nó lại có một kết quả rất là tuyệt vời ha. Còn bây giờ thì nó không lủng củng nữa nhưng mà 15 này. Rồi, Atalia cắm kiếm vào các bạn, xong rồi múa đi, múa chém xé nào. Không múa được. Còn Ken nó kêu dậy mà múa đi, dậy mà múa đi. Không múa được các bạn, không thể múa được. Rồi, đúng dây số 15 Libeno. Cái đoạn này nó hơi khó hiểu một xíu bạn ha. Rồi chúng ta cùng coi lại này. Đầu tiên thì bạn cũng để auto mà. Libeno trước. Sau đó thì dây số 21 thì con Damia cùng với con kia nổ. Dây số 20 thì con Libe nổ. Dây số 17 thì Libe nổ. Dây số 15 thì con Libe lại nổ. Con Libe của bạn nó nổ như một cái máy vậy các bạn. Đây có lẽ là cái vấn đề làm cho cái con Libe nó gây sát thương nhiều hơn con Atalia. Nó nổ từ... chúng ta có thể thấy ở đây là nó nổ từ, xem thử nó nổ bao nhiêu lần nha. Dây số 24 một lần nè. Dây số 20 một lần nè. Dây số 17 một lần nè. Và dây số 15 qua 14 nổ một lần nữa bạn. Tướng mình thì ở đâu nổ như cái máy giống vậy được. Này, mình để auto từ đầu đến cuối các bạn có thể xem là kể vậy thì con mình dây số 23 nó mới nổ được các bạn. Dây số 20 nổ được một lần nữa. 15 sang 14 nổ một lần nữa nhưng mà hơi muộn một xíu. Vừa từ 15 sang 14 thì người ta đã nổ rồi, mình thì muộn hơi một xíu, quả tha mình chết trước các bạn. Cái form này hơi khó để copy một xíu nhưng mà nó cho ra cái kết quả tốt hơn nhiều so với cái form mà dùng cái form kia ha. Form kia thì nổ đam không tốt cho lắm. Rồi các bạn thấy Metabot người ta đã điều chỉnh. Ngày xưa thì người ta điều chỉnh bằng cách là dùng mấy con tướng chống việc cái con Ken này tiêu diệt được mục tiêu. Như là dùng Awakened Maiden hay là dùng cái con phượng, những con tướng có khả năng mà không thể bị giết chết như là Maiden thì nó có cái khả năng đó là nó sẽ tái sinh bản sao gỗ liên tục. Còn bây giờ thì meta mới thì người ta chấp nhận những thành viên trong team nó có thể bị vơi dần, bị tiêu diệt dần nhưng mà cái lượng đam gây ra theo thời gian của team thì nó lại vượt trội hơn trước rất là nhiều ha. Với sự hỗ trợ của bet biết các kiểu rồi nữa các bạn. Ở đây thì có thể thấy là như là nó khác biệt ở cái bộ sưu tập rồi. Bộ sưu tập mình nó hơi cùi thì phải. Không xem được chỉ số của bộ sưu tập ha, cái cánh vẫy này. À, còn ở cả nhánh cây này các bạn. Nhánh Wario bạn đẩy xuống level 160, còn nhánh support là 170 và nhánh pháp sư là level 170, đẩy cái nhánh Wario xuống 100 level. Để thử xem. Đẩy nhánh Wario xuống 100 level các bạn, không để mát nhánh qua. Thua nhánh support một ít.
Có vẻ như mấu chốt nằm ở đây. Phải đi tìm cho bằng được cái lý do tại sao mà người ta đánh được, mình đánh không được các bạn. Nhìn nó nháy sướng mắt kìa ha. Video này nó hơi dài tại vì mình đang đi tìm cái chân lý các bạn nha. Tốn rất là nhiều kim cương cho cái nãy giờ đó các bạn. Rồi, nhánh support 23 giây, 21 giây nổ một lần, 17 giây nổ một lần và 15 giây nổ một lần libe hẹo. Không, các bạn vẫn là con Atha của mình. Đó, đó mình để auto từ đầu đến cuối đó các bạn, theo thời lượng của trận chiến đó. Thì con Atha của mình lại là con tướng bị hẹo. Ê. Rồi, bạn nào biết lý do tại sao mà lúc nãy mình đã có được một lần thành công hay không thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha. Nói chung là sau cái lần thành công đó thì mấy lần sau này nó toàn fail hết rồi các bạn. Mặc dù mình đã thử nghiệm xài chiêu nộ của con Atha, xài chiêu nộ của con Libe hoặc các kiểu nhưng mà vẫn vậy. Vẫn là kết quả như nhau. Libe đều là con tướng sống sót và Atha đều là con tướng hẹo đầu tiên. Kể cả là mình có điều chỉnh lại cái nhánh cây nó tương thích với cái nhánh cây của đối phương dùng đi chăng nữa thì vẫn vậy các bạn. Rồi mình thử lưng nghiệm lại lần cuối rồi kết thúc video mình tại đây nha. Nói chung là bot Ken là một trong những con bot mà khá là khó đánh, tương tự như bot Odin. Nếu mà các bạn không biết cách điều chỉnh á thì có thể là chúng ta sẽ không có được một cái lượng đam rất to đầu ra đâu các bạn. À, mình giữ lại nộ của con Atha thì nó vẫn bị là cái con tướng hiệu đầu tiên kìa. Giờ mà xài thêm một lần nữa đúng cố chấp. Nói chung là mình đã được một lần khá là ổn rồi. Ok rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cơ bản thì mình cũng đã cải thiện được thứ hạng đánh botken một xíu. Tuy là nó không có đỉnh cao lắm nhưng mà nó cũng cải thiện được một xíu cái thứ hạng của mình khi mà mình đánh con botken các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay đừng quên like, subscribe, nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới như ủng hộ kênh nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.